Xin chào cả nhà, mình là Đoàn Ngọc Bảo, thầy giáo Một Chân. Xin chào cả nhà, mình là Nguyễn Thị Lệ Thu, mọi người vẫn thường hay gọi mình là Thiên Thần Một Chân, hay được mọi người biết đến với cái biệt danh Nụ Cười Tỏa Nắng. Chưa đầy 3 tháng đã tiến tới hôn nhân, mọi người có thể nghĩ rằng là cuộc hôn nhân này như là một cuộc yêu nhanh cưới vội. Thế nhưng mà đối với bọn mình khi gặp nhau thì dường như là cả hai nhận thấy là nó như là một nửa khiếm khuyết của nhau mà bây giờ đã tìm được ấy. Riêng lẻ thì có thể là khuyết, nhưng mà khi mà ghép lại với nhau ấy thì lại vừa tròn chỉnh một đôi ấy. Tình yêu ấy sớm kết trái ngọt với sự xuất hiện của một bé trai kháu khỉnh. Với hai bạn trẻ, cuộc sống gia đình cũng như một bức tranh với nhiều mảnh ghép. Họ lựa chọn sự trân trọng, yêu thương để đối xử với nhau. Họ nhìn vào những điểm tích cực của đối phương để thêm chân quý nhau thay vì xoáy sâu vào những khiếm khuyết. Và tiếng cười là điều không thể vắng trong căn nhà nhỏ này. Em vụng về lắm, em chả biết làm gì thì cho con ti bế con để sợ rơi mất con. Làm gì thì cũng lóng ngóng. Thế nhưng mà bản năng làm mẹ thì thôi thúc, và từ đấy trở đi thì mình biết cách điều chỉnh làm sao cho phù hợp với con. Còn chồng em thì từ lúc mà có bầu hay là đến lúc mà sinh em bé ra thì ngày càng thể hiện là một người đàn ông của gia đình. Lúc trước thì anh hay đi du lịch rồi khám phá, hay đi phượt đấy ạ. Nhưng mà từ khi có vợ có con rồi là cái sở thích đấy tạm thời là gác ra một bên. Bây giờ là ở nhà chăm vợ chăm con đã. Và vẫn thường là phụ giúp mình trong những cái công việc gia đình cũng như là chăm con, từ thay bỉ rồi cho con ăn hay là nấu nướng nhà cửa. Hai vợ chồng vẫn thường san sẻ với nhau các công việc. Đấy, người yêu chuẩn bị ra rửa bát đi để người ba ăn cơm. Khi có gia đình thì mình nghĩ ai cũng sẽ thay đổi về tính cách cũng giống như là cái sở thích thú vui. Thì đối với bản thân mình thì trước đó thì là một người đam mê khám phá du lịch hay là bay nhảy. Thì sau khi có gia đình rồi thì cái niềm quan tâm lớn nhất của mình đó chính là vợ và đứa con nhỏ của mình. Thì những cái sở thích thú vui đó thì coi như là mình sẽ gác lại sang một bên, chờ một thời gian nữa khi con lớn đủ trận tự tin bước đi thì mình sẽ lại bắt đầu cho cả gia đình đi cùng luôn. Kết hôn vào năm 2020, đúng vào thời điểm dịch bệnh làm ảnh hưởng lớn đến cuộc sống của rất nhiều gia đình. Bảo và Thu cũng không ngoại lệ. Thế nhưng với hai vợ chồng, việc tìm được nhau, ở bên nhau và cùng có với nhau một món quà lớn là điều vô cùng giá trị mà họ luôn trân quý. Có lẽ chỉ cần có nhau thì dù có khó khăn thế nào, họ cũng sẽ cùng nhau vượt qua.